Thế lại nói đến bạn Châu thì bạn ý là thứ nhất là bạn không nói được, cái thứ hai là mắt bạn hỏng. Nghe mà khi mẹ nói với các bạn là các con là con ăn, đứng dậy ăn hay là mẹ đi tắm rửa cho các con, là bạn cảm nhận được, bạn tiếp nhận được những cái lời nói của mình để bạn tương tác đối với mình. Bạn ngồi mãi một chỗ thì bạn ý rất khó chịu. Châu là một trong số hơn 100 em nhỏ, là con em cựu chiến binh, chịu ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin, được chăm sóc tại làng Hữu Nghị Việt Nam, Hoài Đức, Hà Nội. Thiếu thốn về nhận thức và trí tuệ, trong mọi sinh hoạt hàng ngày, em đều cần tới sự hỗ trợ của bảo mẫu, người mà các em gọi bằng hai tiếng thân thương mẹ Toàn, người mẹ của hơn 20 trẻ tật nguyền. Thế các cháu cũng nhìn thấy mình là các cháu cũng gọi là ủa là gọi mình tất bằng mẹ, thì mình rất cảm động và xúc động. Như nhà tôi là tôi chăm sóc là 24 cháu. Thế 24 cháu thì có cháu thì là động kinh, cháu thì tâm thần, cháu thì phải ngồi xe lăn, cháu thì tăng động. Tức thì mình phải nắm bắt được tất cả tính nết và cái tâm tư, nguyện vọng, tính nết các con. Thì bây giờ mình mới có thể là đáp ứng được, mình phải mở lòng, xong các bạn cũng phải mở lòng đối với mình. Với những bạn khuyết tật một phần hoặc vẫn có khả năng nhận thức, làng Hữu Nghị Việt Nam liên tục tổ chức các lớp giáo dục đặc biệt, lớp học kỹ năng. Hiện làng có 5 lớp kỹ năng bao gồm tin học, dệt, may, thêu và làm hoa giấy. Các giáo viên chia các em theo nhóm để có phương pháp giáo dục phù hợp. Có những bạn thì câm điếc, có những bạn thì khuyết tật vận động, có những bạn thì phát triển trí tuệ chậm phát triển trí tuệ. Cho nên là đối với giáo viên thì phải có một cái phương pháp nhất định. Một lớp thông thường là từ 3 đối tượng, chúng tôi phải làm 3 cái giáo án khác nhau để chúng tôi có thể đảm nhiệm dạy các bạn. Dạ, thực sự là rất là yêu trẻ, và nhất là các đối tượng trẻ này tôi thấy rằng khi mà dạy các cháu thì càng ngày tôi thấy cảm thấy yêu mến công việc và cảm thấy quý các cháu. Các bạn nhỏ tại làng là con em của gia đình cựu chiến binh, trong đó có nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vượt lên trên nghịch cảnh, các học sinh đặc biệt ấy không ngừng nỗ lực, kiên trì rèn luyện kỹ năng, mong muốn trở thành những công dân có ích và độc lập. Gần 25 năm qua, nhiều thế hệ đã trưởng thành, vững vàng với kỹ năng nghề nghiệp, tự tin làm chủ cuộc đời. Hiện nay thì tôi đang học lớp hoa. Công đoạn khó khăn nhất tôi là tỉa hoa, tỉa một cái cành hoa là tỉa nó là một sóng rất khó khăn. Tôi dù bị chất độc da cam nhưng mà tôi sẽ cố gắng để mình hòa nhập với mọi người và mình sẽ tự lập cuộc sống của mình. Làng Hữu Nghị Việt Nam trực thuộc Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn, thế nhưng làng vẫn luôn cố gắng làm tròn sứ mệnh nuôi dưỡng, điều dưỡng, chữa trị, phục hồi chức năng cho các cựu chiến binh và những nạn nhân chất độc da cam. Đối với làng Hữu Nghị Việt Nam thì xác định là với các cháu này để làm sao nuôi dạy, chăm sóc, dạy dỗ, nhưng mà tạo điều kiện để trong một thời gian nhất định. Trước kia là xác định từ 3 đến 5 năm, nhưng bây giờ chúng tôi điều chỉnh là đến 5 đến 7 năm để các cháu có điều kiện hòa nhập cộng đồng, về với gia đình, ra ngoài xã hội để tiếp tục bảo đảm cuộc sống của mình và góp một cái phần khắc phục hiệu quả chung cho cộng đồng. Cả nước hiện có 12 làng hòa bình, làng hữu nghị và nhiều trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật theo hình thức tập trung hoặc bán trú. Nuôi dưỡng hàng nghìn nạn nhân, chủ yếu là trẻ em dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc da cam. Cả nước có 26 trung tâm bảo trợ xã hội, phục hồi chức năng, dạy nghề, nuôi dưỡng thường xuyên, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam. Cùng với đó, nhiều chương trình từ thiện, ủng hộ, kêu gọi ủng hộ đã được phát động trên cả nước, đóng góp sức lực và vật lực, chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh, xoa dịu nỗi đau da cam. Cùng với các tổ chức xã hội đồng hành, giúp đỡ nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam, cộng đồng Phật giáo cũng đã có nhiều hoạt động thể hiện sự quan tâm, có trách nhiệm với những người kém may mắn. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với mảnh đất Quảng Trị đầy nắng và gió và cũng là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chất độc màu da cam. Nơi ấy có nhiều người cần sự sẻ chia, quan tâm của cả xã hội. Và Phật giáo địa phương đã góp phần quan trọng trong việc chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Băng rừng, lội suối, đó là những hình ảnh đã quá quen thuộc của chư tăng Phật tử chùa Phước Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là mỗi dịp tháng 7. Địa điểm mà đoàn ghé thăm ngày hôm nay đó chính là hộ gia đình anh Hồ Văn Ngỡ, thị trấn La Bảo,
giáp biên giới Lào. Do ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam nên anh Ngỡ bị tàn tật hai chân, sinh hoạt, đi đứng đều phụ thuộc vào đôi bàn tay bé nhỏ. Cũng chính vì thế mà cuộc sống của gia đình anh thiếu thốn đủ bề. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, nhờ có sự quan tâm, hỗ trợ của Chư Tăng, Phật tử Chùa Phước Bảo, cuộc sống của gia đình cũng phần nào đó bớt cơ cực hơn. Thì hai bà chính quyền địa phương, các nhà hội giáo Phật giáo và các hàng năm thì có các nhà như là nhà hảo tâm ấy, là phải giúp đỡ, thì rất là cảm ơn. Và bản thân tôi thì cố gắng được là phụ giúp từ vợ, tức là làm việc gia đình này, tức là làm thêm mà phụ giúp làm vườn á, làm cọ được, để mà cái nâng cao kinh tế. Đức Phật dạy rằng là cứu khổ ban vui, và lòng từ bi của Đức Phật luôn luôn ở đâu mà cần thì chúng tôi có, ở đâu khó thì chúng tôi cũng vượt khai vượt chuối để cùng kịp thời để chia sẻ cho bà con, đặc biệt là những gì mà bị chất độc màu da cam thì luôn luôn quan tâm đặc biệt, luôn luôn quan tâm cho họ trong cái đời sống về tinh thần cũng như vật chất, cơm gạo áo tiền để cho họ vơi đi những cái khổ đau của những tháng ngày trước đây. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết thương do bom đạn và chất độc hóa học mà kẻ thù trút xuống mảnh đất Quảng Trị vẫn chưa thể liền. Sau bao nhiêu năm qua, hơn 9.000 người dân Quảng Trị bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam là chừng đó nỗi đau và sự bất hạnh. Vì thế, hành trình khắc phục hậu quả do chất độc này để lại trên mảnh đất Quảng Trị nhiều năm được thực hiện xuyên suốt, không ngừng nghỉ. Và cộng đồng Phật giáo địa phương luôn miệt mài trên hành trình xoa dịu nỗi đau da cam đó với nhiều hoạt động ý nghĩa. Ban từ thiện Phật giáo huyện, ban hội chữ thập đỏ của thị trấn Lao Bảo kết hợp đến thăm viếng những gia đình có nạn nhân chất độc da cam, nhằm thăm hỏi, động viên, khuyến khích những người giúp đỡ nuôi nấng các cái nạn nhân đó, nhằm xoa dịu những cái nỗi mất mát, đau thương của từng nạn nhân. Trong kết hợp trong tinh thần đó, giáo hội Phật giáo cũng luôn luôn quan tâm, luôn luôn động viên, giúp cho các nạn nhân chất độc da cam sống được đời sống tốt hơn. Không chỉ tại mảnh đất Quảng Trị, Phật giáo mới thể hiện vai trò quan trọng trong việc đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, mà hành trình ấy đã được thực hiện và lan tỏa tại 63 tỉnh thành. Trong nhiều năm qua, rất nhiều hộ gia đình nhiễm chất độc màu da cam được hỗ trợ, nhiều ngôi chùa trở thành mái nhà thân thương, cưu mang giúp đỡ cho các mảnh đời thiếu may mắn bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Qua đó, có thể thấy rằng với tinh thần từ bi và sẻ chia, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Đại dịch Covid-19 đi qua đã để lại biết bao mất mát, đau thương và những khó khăn chồng chất. Những nỗi đau, những giọt nước mắt vẫn nén trong tim người ở lại. Để xoa dịu bớt nỗi đau của những gia đình có người thân đã khuất, Chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen, huyện Đa Quai, tỉnh Lâm Đồng thành tâm thông báo đến quý Phật tử, nhân dân gần xa được biết và đăng ký tham dự đại lễ cầu siêu để hồi hướng công đức, nguyện cầu cho các hương linh sớm siêu thoát về nơi cực lạc. Thời gian diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm Nhâm Dần. Quý Phật tử, nhân dân đăng ký cầu siêu được miễn phí toàn bộ chi phí sinh hoạt và cầu siêu. Vui lòng liên hệ qua hotline 0912 120710 hoặc website daitunglamhoasen.vn để đăng ký.